giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoàng Yến gây xôn xao khi tính chuyện kết hôn lần năm giữa ông Mào bị chồng cũ động tay động chân. Những ngày qua, câu chuyện diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành, đe dọa khiến nhiều người chú ý, cùng với những thông tin trả lời báo chí, nhất cử nhất động của cô Xuyến trong Về Nhà Đi Con trên mạng xã hội cũng nhận được sự quan tâm lớn. Mới đây, diễn viên Hoàng Yến vừa có buổi phát sóng trực tiếp chia sẻ về tình hình hiện tại cũng như giải đáp những thắc mắc của khán giả về lùm xùm những ngày qua. Theo lời chia sẻ của nữ diễn viên, hiện tại tinh thần và sức khỏe của cô đã dần ổn định, tuy nhiên phần mũi vẫn phải băng bó vì bị chấn thương. Ngoài việc cung cấp những thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe, nữ diễn viên này cũng dành thời gian để trả lời những câu hỏi của khán giả. Đáng chú ý, một dân mạng đã hỏi liệu trong thời gian tới Hoàng Yến có dám lấy chồng nữa không? Trước câu hỏi trên, Hoàng Yến đã có câu trả lời vô cùng bất ngờ. Yến lấy 4 người chồng, chưa bao giờ xem là nấy có bao nhiêu tiền, có nuôi được mình không. Mình luôn có cái to rất to, mình tự nuôi mình được rồi, còn họ như thế nào đấy thì chỉ cần cùng nhau sống tốt, cùng nhau kiếm tiền. Nhưng tiêu chí người chồng thứ năm của tôi chắc chắn là phải cực kỳ giàu, giàu kinh khủng, giàu điên đảo, thậm chí là phải có một phong bì rất to cho mọi người đi dự đám cưới mang về, thay vì mọi người mang phong bì đi chúc mừng cô dâu chú rể. Cuộc đời thay đổi khi bạn thay đổi mà, mình phải có sự lựa chọn khác, nữ diễn viên 7X chia sẻ. Ngay lập tức, những chia sẻ của diễn viên Hoàng Yến nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả. Trước đó, vào chiều ngày 25 tháng 6, diễn viên Hoàng Yến đã có buổi gặp gỡ với báo chí và truyền thông. Đáng chú ý, con gái đầu của nữ diễn viên cũng có mặt, chia sẻ gây chú ý về cuộc sống của mẹ và người chồng cũ thứ tư. Nguyên nhân là do mẹ em sắc sảo thông minh, lanh lợi, biết rất nhiều chuyện nhưng trong tình yêu thì lại không, thế nên một bài học tình yêu nữa đã xảy ra với mẹ em. Trong đoạn clip, chú ấy có bảo tao chưa đánh mày đúng không, nhưng đó không phải sự thật. Dĩ nhiên ngồi đây để nói về điều này thì cũng không hay cho lắm. Mẹ em từng nhiều lần bị tát, cầm dao dọa nạt trước mặt mọi người, trước mặt các em, nhưng chú ấy vẫn dùng những từ ngữ rất thô tục, không thể nào diễn tả được. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.